Hôm qua, nhà trắng xác nhận Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ gặp Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới, gọi tắt là G20 tại Bali, Indonesia vào ngày 14 tháng 11 tới đây. Đây sẽ là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông Biden trở thành Tổng thống Mỹ. Người phát ngôn Nhà Trắng Karen Chen Pierre cho biết, hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về những nỗ lực duy trì và làm sâu sắc hơn nữa các đường dây liên lạc, cũng như cách thức quản lý cạnh tranh và hợp tác trên cơ sở lợi ích chung, đặc biệt là liên quan đến những thách thức xuyên quốc gia. Trong khi đó, một nguồn tin khác trong chính phủ Mỹ cùng ngày cho biết, Tổng thống Biden hy vọng cuộc gặp sẽ nhằm xây dựng nền móng cho quan hệ song phương và dự kiến hai lãnh đạo sẽ thảo luận về tình hình Ukraine và bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, theo nguồn tin, hai bên sẽ không đưa ra tuyên bố chung. Cùng ngày, đề cập tới cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã hối thúc Washington tăng cường phối hợp với Bắc Kinh để tránh những hiểu lầm cũng như tính toán sai lầm, đồng thời điều chỉnh quan hệ song phương đúng hướng tiến tới hòa bình và ổn định.